Tập 4. Ai đấy? Lưu kỹ thuật viên, tôi đưa nước cho anh. Mau mau, đi mau. Sao lại chết người rồi? Nói chết là chết. Ông đại trưởng quán, không giống như giết người cướp tài sản, nhưng tất cả bản đồ khai thác quặng của chúng tôi đều bị trộm mất rồi. Tôi cảm thấy đây là hành động của bọn cùng nghề, chính là nhắm vào than đá. Đại trưởng quầy, còn có một chuyện quan trọng nữa. Bản đại quyền trưởng vào trong rồi nói. Đi. Đại trưởng quầy, làm việc đi. Xin mời ngồi. Dương gia quyên góp cho huyện một khoản tiền, đó là làm việc thiện cho lão bách tính. Hứa Trí Võ cứu Cách Cách, Cách Cách không phải hắn thì không gả. Ông nói xem, Cách Cách này nhảy núi, Võ Trí và An Ủi Cách Cách, tôi từng mắt chứng kiến. Vậy cũng không phải cứu người xuống trước rồi nói. Nhưng mà Hứa Trí Võ hôn Cách Cách, nếu như hắn không đồng ý hôn sự này, vậy thì bốn quyền chỉ đành dựa theo tội sỉ nhục Cách Cách dùng hình pháp để xử lý thôi. Phải móc mắt của hắn ra. Cái này thì hay rồi, cứu người lại thành ra gây họa. Chuyện này phải xem các ông làm thế nào. Có điều Dương gia nói ông ấy vẫn hỗ trợ các ông phát triển khai thác quặng. Đi thôi. Hồng trưởng quầy, có chuyện gì không? Cái chết của Lưu kỹ thuật viên chắc chắn liên quan đến người Nhật, nhất định là lão già Ito kia sai người làm. Nhưng bây giờ rõ ràng biết là hắn làm, nhưng mà trong tay của chúng ta không có chứng cứ. Hơn nữa, cách làm việc của quan phủ cơ bản không dám động đến người Nhật. Món nợ này ghi lại trước đã, thù này sớm muộn cũng phải báo. Sắp xếp người trong gia đình Lưu kỹ thuật viên cho tốt trước, cho thêm nhiều tiền. Được, bây giờ tôi đi đây. Trí Võ, tôi biết cậu rất khó. Có điều Dương gia nếu như thực sự coi cậu là con rể thì hết cách rồi. Người khác không dám chống lại. Không thể nào đâu, còn có Tiểu Quyển nữa. Tôi đi trước đây. Tả Đại Long, ăn cơm thôi. Đứng lại. Chuyện gì? Quyền phủ các người bao giờ tuyên án tôi? Ông đây ở đây sắp bị chán chết rồi. Tả Đại Long, ông có thể sống thêm một ngày thì tận hưởng đi. Bây giờ bên ngoài loạn như thế, hôm qua Ô Long Môi Kháng lại xảy ra chuyện kia.
Tại sao vậy? Tại sao? Mọi người đều biết đây đều là do bọn Nhật làm. Bọn Nhật chính là nhắm vào nơi có thang đá. Đáng tiếc không tìm thấy chứng cứ. Bọn chó Nhật đợi ông đây ra ngoài, giết hết chúng đó. Hứa Trí Võ này, hắn là đồ hèn nhát. Được rồi, được rồi, lại còn muốn ra ngoài nữa. Cậu đứng lại cho tôi. Mời hai vị dùng trà. Được. Hồng Chủng Quầy, Trí Võ, tôi giới thiệu với cậu một chút. Đây là ông chủ Trương và ông chủ Kim. Bọn họ đều muốn hợp tác với chúng ta, muốn gia nhập cổ phần cùng chúng ta phát triển Ngô Long. Quá tốt rồi, hoan nghênh hai người cùng ra phát triển sự nghiệp dân tộc của huyện. Làm phiền hai vị rồi. Bây giờ quốc gia suy bại, bọn Nhật Bản hoành hành, thường dân chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn được. Lần này đến Ô Long Môi Khoáng chính là tìm kiếm sự hợp tác. Than đá là nguồn tài nguyên quan trọng của Trung Quốc, sẽ có sự phát triển rộng rãi. Hồng Chủ Quầy, có một người Nhật Bản muốn gặp ông. Người Nhật sao? Hai vị trưởng quầy đều ở đây sao? Xin chào. Ngày tôi nhà chúng tôi đến đây thăm hỏi thôi, tại sao lại không tiếp đón một chút chứ? Hai vị trưởng quầy, hôm nay tôi đến quầy chính là muốn hợp tác với các ông đó. Mời. Vị này là Ito, tổng giám đốc của công ty khai thác khoáng sản Đại Thương. Ông không mời mà đến, không mời mà ngồi, có chút không lịch sự. Các ông nói có đúng hay không? Ông là cái thái gì? Tôi không phải là thứ gì. Tôi là Lưu Hải Hiên nổi tiếng trong huyện, có biết chưa? Ông coi là người Trung hay người Nhật? Cậu. Được rồi, chúng ta vẫn nên bàn chuyện chính đi. Ô Long Môi Khoáng của các ông số lượng phong phú, tiềm lực to lớn, chỉ có người Nhật chúng tôi mới có thể khai thác. Nếu như ông hợp tác với Đại Thương Than Nghiệp hợp tác, sản lượng của các người sẽ nâng cao. Hợp tác cái gì chứ? Ông giết nhân viên của chúng tôi, cướp tư liệu của chúng tôi, còn phải hợp tác với các người sao? Người trẻ kia, cậu nóng tính quá đó. Cậu nói tôi giết người của cậu, có chứng cứ hay không? Chúng tôi sẽ tìm được chứng cứ. Các ông đừng không biết thức thời. Người Nhật đến giúp chúng ta cùng phồn vinh, có biết hay không? Ông nói cái gì chứ? Làm cái gì vậy? Cậu bỏ tay ra chưa? Cậu làm gì thế? Tiện khách. Cút đi. Bọn Nhật thực sự bắt nạt người quá đáng mà. Người Trung Quốc chúng ta nhất định phải rút cơn tức này, phát triển khoáng sản dân tộc của chúng ta. Hỷ Châu quay về quê hương, sắp xếp xong cho người cha đã bệnh khỏi, liền tìm đến ân nhân của ông ấy. Đợi chút. Ai đấy? Cô nương, cô là? Cậu tiên sinh, tôi là Hỷ Châu. Tôi nhớ ra rồi. Cô trang điểm một cái thay đổi lớn quá, tôi suýt nữa là không nhận ra cô. Cậu tiên sinh, cảm ơn anh hôm đó đã giúp cho tôi. Không có gì đâu. Nào, vào nhà rồi nói. Được. Cha, qua đây.
Đây là cha. Cô ấy là Hỷ Châu. Không phải lần trước con nói với cha rồi sao? Cô ấy không có tiền bán thân cứu cha. Sau khi cô ấy đưa tiền cho cha chữa bệnh, đến đây cảm ơn chúng ta đó mà. Cầu tiên sinh, tôi đến để hầu hạ anh. Cô nương à, nhất định không được nói như vậy. Lần trước tôi bỏ tiền ra, không phải mua cô. Tôi là muốn giúp cho cô, để chữa khỏi bệnh cho cha cô. Tôi không có ý khác. Cô đừng nói như vậy chứ. Tôi hiểu mà, nhưng mà tôi muốn báo đáp anh. Cha nói với cô ấy đi cha. Chuyện gì thế? Sao mà biết chuyện gì? Đứa trẻ, tình cảm của con Khâu Gia xin nhận. Con vẫn nên về đi. Bá phụ, cháu đến báo ơn mà. Cháu muốn hầu hạ Khâu tiên sinh cả đời, làm nha đầu cho anh ấy. Cháu sẽ nghe lời mà. Không phải, cô hầu hạ tôi làm gì? Tôi rất tốt mà, tôi không cần người khác hầu hạ. Anh là ân nhân của tôi, tôi cũng muốn báo đáp anh. Cha, con thấy cô ấy cũng rất đáng thương, cứ để cho cô ấy ở lại đi. Để cháu ở lại đi. Được. Vừa hay nhà trọ đang thiếu người, cô đến nhà trọ làm việc trước đi. Vâng ạ, vâng ạ. Cảm ơn bá phụ. Nào, vào đi. Dạ. Bản quyền trưởng, ngài Hishimoto, hoan nghênh ngài. Nhất định là có chuyện cần làm rồi. Bản quyền trưởng, đây là tờ chi phiếu 2 đồng đại dương. Có biết không? 2 vạn đồng đại dương. Quà lớn như thế, ông muốn tôi làm gì chứ? Mã quyền trưởng, căn cứ theo tài liệu chúng tôi nắm được, ở đây có một dùng than đá lớn, có lẽ là dùng than đá lớn nhất Đông Nam Á. Ngọn khoáng sản này lấy Ô Long Môi khoáng làm trung tâm, kéo dài đến Thái Bình, Cao Đức, Tôn Gia Loan, Tân Khâu. Mà công ty khai thác Ô Long, bọn họ không hề hiểu làm như thế nào để khai thác. Người Nhật các người có phải là nhắm đến than đá hay sao? Đúng. Mấy tên chủ nhỏ kia căn bản không hiểu khai thác, hoàn toàn làm bừa thôi. Tôi nghĩ, nào nào ngồi xuống. Ngồi đi. Ông có cách gì chứ? Tôi nghĩ để phủ huyện tiếp nhận quản lý Ô Long khoáng nghiệp, sau đó hợp tác với công ty đại thương than nghiệp chúng tôi. Đến lúc đó tiền của ông sẽ tăng lên gấp bội. Ông hiểu chứ? Huyện phủ tiếp quản. Nhưng mà từ thời Thanh trở về đây, pháp luật của triều đình, nơi canh tác tư nhân qua nhiều thế hệ, chỉ thu thuế đất. Trên nền đất của Hứa Trí Võ, tôi không thể đi cướp được. Bản quyền trưởng, ông có thể dùng tiền. Dùng nhiều tiền để mua lại nó. Tất cả tiền đều do công ty đại thương chi. Khó quá. Chuyện này rất khó. Theo phong tục của Trung Quốc, sản nghiệp của tổ tiên thì không được bán. Mà hơn nữa, chỗ đó còn đào ra than đá nữa chứ. Vậy thì tăng thuế, tăng các loại thuế lên cao, ép bọn chúng không làm được nữa. Như vậy vừa hợp lý vừa hợp pháp rồi. Đến lúc đó quyền trưởng nhân cơ hội mua vào thế nào đi? Tiền này không dễ nhận. Ông không biết, tăng các loại thuế cần phải có công văn của kinh phủ. Không có công văn của kinh phủ, tự ý tăng thuế là phải ngồi tù đó. Vậy thì dễ thôi. Quyền phủ có thể làm công văn giả mà.
Tất cả công văn do tôi đề ra, công văn của Tổng thống cũng có thể khắc được mà. Đó là đại ấn của Đại Tổng thống của chúng ta đó. Muốn đạt được mục đích, phải không từ thủ đoạn nào hết. Than đá, đất là của chúng ta, tài nguyên cũng là của chúng ta. Được. Lại tăng thuế, tăng nhiều thuế như thế, không làm được. Đúng đó, như này thì làm thế nào chứ? Có để người khác sống hay không vậy? Lại tăng thuế, thật sự ép chúng ta không làm nữa mà. Ngày tháng sau này làm sao mà sống đi? Hồng trưởng quầy, Hồng trưởng quầy, đây là công văn kinh phủ gửi đến. Mỗi lần bán ra một xe thang phải nộp 30% thuế giao dịch. Mỗi xe đều tăng tiền thuế ngựa. Xe ngựa vào huyện phải nộp thuế cho quan. Hầm mỏ muốn lấy nước phải nộp thuế nước. Nhiều phí lặt vặt như thế này. Bảo chúng ta khai thác thế nào đi? Hồng chủ quầy, kinh phủ thu thuế như này, chúng ta chỉ có thể đóng cửa mà thôi. Còn để cho lão Bách tính sống hay không đây? Đại Tổng thống, ông cũng muốn làm hoàng đế. Một đất nước không có cơ sở công nghiệp dân tộc, vậy thì làm sao không bị người khác sai khiến? Hồng đại trưởng quầy, bán quyền trưởng đến nhanh thật đấy. Công văn của kinh phủ không dám chậm trễ. Ông xem, quyền phủ còn phải gửi đến giám sát tôi thu thuế. Bán quyền trưởng, công văn của kinh phủ muốn hủy sản nghiệp của chúng tôi. Ô Long Mai Khoáng nếu như không thể kinh doanh, vậy thì đành để cho quyền phủ mua lại. Bản quyền trưởng, cả quyền chỉ có 20 mấy mỏ khoáng sản thôi, đều làm như thế, nhà khai thác khoáng sản nào làm được? Vậy bổn quyền sẽ mua cả thôi. Mỗi nhà sẽ phát cho 10 điền ruộng để bọn họ trồng cấy. Chúng tôi không đồng ý. Hứa Trí Võ, chuyện của cậu và Dương gia còn chưa xong đâu. Bổn quyền có thể bắt cậu vào tù đó. Nhưng mà các người không công bằng. Công bằng? Cậu nộp thuế đúng hạn, bổn quyền sẽ cho cậu công bằng. Khoan đã, để chúng tôi suy nghĩ xem nộp thuế hay bị thu mua. Được, cáo từ. Ngài Hashimoto, ông đi vào quyền phủ như thế không ổn đâu. Kế hoạch của chúng ta đang trong thời gian thi hình, lỡ như có người biết với chúng ta. Mãn quyền trưởng cứ yên tâm đi, có người Nhật bảo vệ cho ông, ông còn sợ cái gì chứ? Bây giờ đã có mấy ông chủ nhỏ, không chống đỡ nữa rồi. Tôi đã phái người công việc phía sau của bọn họ. Vậy Ô Long Môi Khoáng thì sao? Tôi đã thông báo lần cuối cùng rồi. Hồng trưởng quầy và Hứa Trí Võ đó không dễ đối phó. Cái này thì ông không hiểu rồi. Quyền phủ cũng có pháp lệnh mà. Trong tay của tôi còn có một lá bài. Đến lúc đó Hứa Trí Võ sẽ đến cầu xin tôi.
Nào, Hạ Kiệu, mãn quyền trưởng đến. Mời quyền trưởng vào bên trong. Bên này. Mời ngồi. Vương Yệ Chí Xiang. Xin ngồi ba. Dâng trà. Dâng trà. Nào, xin mời dùng trà. Dương gia, liên quan đến vụ án Cách Cách bị thổ phỉ Tả Đại Long bắt cóc, tôi chuẩn bị bắt đầu thẩm án. Còn nữa, Hứa Trí Võ bất kính với Cách Cách, làm nhục Cách Cách, còn không bằng lòng cưới Cách Cách làm vợ nữa. Tôi cũng chuẩn bị thẩm án. E là có chút không thỏa đáng. Dương gia, tôi đều suy nghĩ cho ngài và Cách Cách hết. Hơn nữa, nếu như bản án xử lý không công bằng, vậy thì quy phong của bổn quyện ở đâu? Hay không phải để bách tính chê cười hay sao? Nếu như Hứa Trí Võ quy thuận bổn Dương gia, vậy đương nhiên là đại hỷ rồi. Đúng vậy, nên cho hắn thêm chút áp lực, khiến cho hắn hồi tâm chuyển ý, kết hôn với Cách Cách. Dương gia nói đúng quá. Nào, xin mời dùng trà. Cách Cách, cô tìm tôi. Cô chính là Khâu Tiểu Quyển. Khó trách Hứa Trí Võ thích cô. Người ấm áp như thế, ngay cả tôi cũng rất thích cô nữa mà. Nhưng mà cô biết không, hôm đó khi lên đài đấu võ, tôi chuẩn bị khăn hai đa. Tôi muốn tặng cho anh hùng lôi đài. Là cô đã cướp khăn hai đa của tôi, cũng có nghĩa là cướp đi người mà tôi yêu. Cách Cách, cô là công chúa của Thảo Nguyên, xuất thân danh gia vọng tộc, sao lại cướp đàn ông với những khuê nữ bách tính hả? Tôi nói cho cô, từ khi tôi gặp hắn lần đầu tiên thì tôi đã yêu hắn rồi. Tôi không thay đổi đâu. Nhưng mà tôi bằng lòng bù đắp cho cô. Tôi cho cô 500 con cừu, còn 200 trại nữa. Tôi hy vọng cô có thể nhượng hắn lại cho tôi, có được không? Xin lỗi nha, tôi không cần sự bù đắp của cô. Tôi không cần dê, cũng không cần trang trại. Tôi chỉ cần, cô không có quyền. Cô đã từng nói, chỉ cần là người tôi yêu thì tôi nhất định sẽ đạt được. Nếu như cô không hy vọng Hứa Trí Võ gặp nguy hiểm thì cô mau buông tay đi. Cô rốt cuộc muốn làm gì hả? Trí Võ, em tính lại một lần nữa. Nếu như tính thuế theo huyện phủ, cho dù chúng ta có hạ thấp giá bán cũng vẫn thiếu thôi. Trí Võ, anh có nghe em nói không? Sáng nay anh đến huyện phủ muốn tìm mãn huyện phủ, nhưng mà anh nhìn thấy Hashimoto từ huyện phủ đi ra, tên người Nhật kia, còn có Lưu Hải Hiên. Anh đừng vội,
Em anh và ngài Du, bọn họ cảm thấy công gia của kinh phủ có bất thường. Công văn có bất thường. Anh nghĩ xem, đại tổng thống đang bận rộn tranh giành quyền lực mà. Ông ấy làm gì có sức mà tăng giá gì đó với một cái huyện nhỏ như chúng ta. Mau tránh ra, mau tránh ra. Ai là Hứa Trí Võ chứ? Trí Võ, hôm nay Tăng đang Cách Cách tìm em. Cách Cách đi tìm em. Cô ấy nói muốn em buông tha cho anh. Em nói thế nào? Đồng ý rồi sao? Ai là Hứa Trí Võ? Tôi. Hứa Trí Võ, quyền phủ mời anh về thẩm tra vụ án bắt cóc Cách Cách. Anh làm nhục Cách Cách phải chịu thẩm án với Tả Đại Long. Cái gì? Đây là pháp lệnh của nhà nào? Ở đây Mãn, Mông, Hán, mỗi một dân tộc có một pháp lệnh riêng của nó. Cô nên hiểu chứ. Đưa đi. Sao các người có thể tùy tiện bắt người? Trí Võ, đừng đi với bọn họ mà. Chúng tôi phụng mệnh lệnh đến đưa Hứa Trí Võ đi. Đừng có làm khó chúng tôi. Tiểu Quyển, không sao đâu. Anh đi với bọn chúng. Không được. Đưa đi. Trí Võ, Trí Võ, sao các người có thể tùy tiện bắt người như vậy hả? Trí Võ, tránh ra, tránh ra. Trí Võ, Tiểu Quyển đừng khóc nữa. Cha sẽ đi nói chuyện với quyền phủ. Cha, con thấy nguyên nhân chính của chuyện này vẫn là ở chỗ Dương gia. Cách Cách không gả cho ai ngoài Trí Võ. Dương gia vì thương con gái mình, vì vậy dùng việc phong tục để ép anh Trí Võ. Phủ quyền ông ta cũng không được ép buộc đưa Trí Võ đi. Hồng chủ quầy, ông chủ Không, tôi giới thiệu một chút. Đây là bạn của tôi, Vu Chứng Quốc, Hồng đại nhân. Cậu ấy sau khi nghe chuyện của cửa hàng chúng ta nên đến thăm. Ngồi đi. Tiểu Quyển, nghe anh trai, đừng có buồn nữa mà. Hồng chủ quầy, lần đầu đến đây nghe được chuyện này cảm thấy rất kỳ lạ. Có lẽ không đơn giản vì chuyện hôn nhân của Cách Cách đâu. Hồng chủ quầy nghĩ xem, quyền phủ đột nhiên tăng thuế khiến cho các quầy nhỏ phá sản. Trong chuyện này nhất định có nguyên nhân. Cứ phải vào lúc này Hứa Trí Võ bị nhốt vào đại lao. Giữa hai việc này lẽ nào thực sự là trùng hợp hay sao? Hồng chủ quầy, cậu Vu phân tích rất đúng. Hai chuyện này nhất định có liên quan. Hồng chủ quầy, chuyện hôn sự của Cách Cách để ông phải nhọc lòng. Dương gia tha thứ cho tôi nói thẳng. Hứa Trí Võ và Khâu Tiểu Quyển, bọn họ tâm đầu ý hợp đã lâu. Thực sự tách bọn họ ra rất khó. Ông cũng biết Cách Cách là chúng tôi là một người kiên quyết. Nếu nó không gả được cho Trí Võ thì nó sẽ không sống nổi đâu. Ông nói xem. Dương gia,
Trí Võ cứu Cách Cách là hành động trượng nghĩa, còn phải gặp hình phạt, hình pháp gì đó. Điều này khiến cho Trí Võ không thể tiếp nhận. Tôi không muốn dọa sợ Trí Võ, đó là ân nhân cứu mạng của Cách Cách mà. Vì vậy ông trời mới sắp xếp mối lương duyên tốt đẹp cho nó. Dư gia, Trí Võ và Tiểu Quyển đã có hôn ước từ trước. Đó chỉ là một tờ giấy mà thôi. Chỉ cần chưa thành sự thật thì có cách giải quyết hết. Cách Cách và chúng tôi bây giờ cơm không ăn, nước không uống. Ông nói xem, người làm cha như tôi khó lắm. Dư gia, không được vào. Hứa Trí Võ có ở bên trong hay không vậy? Không biết. Tôi muốn thăm nó một chút. Không được. Đi đi. Ăn cơm đi. Trí Võ, anh mặc dù chết không đáng tiếc, nhưng đợi ân tình của cậu e rằng cả đời này không trả được. Vì cậu phải ngồi lao cũng do tôi mà ra. Tả Đại Long tôi bắt cóc Cách Cách của Dương phủ, tội chết không thể tha. Nhưng cậu anh hùng trượng nghĩa là đứa quả giàu thân. Anh thực sự xin lỗi em. Anh có tội là đúng, nhưng mà anh không nợ gì tôi hết. Là Quyền phủ, Dương gia, Cách Cách nợ tôi. Tôi chỉ hận bản thân của mình, không nhìn thấy sự phát triển của Ô Long Mai Khoáng nữa rồi. Càng không thể tận mắt nhìn thấy họ bọn Nhật Bản cút khỏi Trung Quốc. Cậu là một người đàn ông chân chính. Thật ra cậu hoàn toàn có thể đồng ý hôn sự với Cách Cách, nhưng cậu lại không muốn phản bội dự tính, bỏ rơi người vợ chưa cưới của mình. Tôi e là không uống được rượu mừng rồi. Vậy thì để tôi ở Âm Tào Địa Phủ chúc phúc cho hai người. Người anh em, tôi kính cậu một ly. Uống cho tốt đi.
Hồng chủ quầy, mỏ khoáng của bọn tôi đều là mỏ khoáng nhỏ, huyện phủ tăng thuế, chúng tôi không thể làm nữa. Mọi người đều tìm ông để thương lượng. Mỏ nhà tôi nếu như đợp thuế, vậy thì không khai thác được nữa. Theo tôi thấy vẫn nên đợp đi. Theo tôi thấy không được đợp. Nếu như đợp thuế theo yêu cầu của huyện phủ, mỏ của chúng ta sớm muộn gì cũng bị huyện phủ thu hồi thôi. Sự nghiệp của tổ tiên chúng ta sớm muộn gì cũng bị Nhật Bản cướp. Nhưng mà không đợp thuế của quan phủ thì là kháng thuế. Quan phủ sẽ sai người nhốt chúng ta vào đại lao cho coi. Quan phủ rốt cuộc muốn làm gì chứ? Cứ ép chúng ta vào con đường cùng thôi. Đại tổng thống này ở kinh phủ xa xôi, sao lại không vừa mắt với những mỏ khoáng nhỏ như chúng ta chứ? Mỏ khoáng của chúng ta không được mất. Thuế này chúng ta không được nộp. Hứa Trí Võ làm được cách cách đã được kết án. Trong vòng một tháng hành hình, nếu như Ô Long Mai Khoáng bằng lòng giao nộp thuế theo công văn, huyện phủ sẽ suy nghĩ đến việc giảm nhẹ hình phạt cho Hứa Trí Võ hoặc là miễn hành hình. Nếu như Hứa Trí Võ bằng lòng cưới cách cách làm vợ thì Hứa Trí Võ được miễn hành hình. Nghĩ đến ánh mắt thâm tình của Hứa Trí Võ, khắc cốt ghi tâm, không đỡ buông xuống. Làm thế nào mới có thể để Trí Võ thoát khỏi nguy hiểm, trừ việc rời khỏi? Tiểu Quyển không có lựa chọn nào khác, nhưng lại không cam tâm buông bỏ. Thư phán quyết con đã nghe thấy rồi hay sao? Trí Võ cứu cách cách là rước họa vào thân. Trên đời có huyện phủ và dương gia như vậy hay sao? Bọn họ nhờ vào quy quyền và quyền lực của dương gia, muốn để cho Trí Võ và tôi nộp thuế. Hai chúng tôi nộp thuế thì cả sự nghiệp này sẽ bị phá sản. Cuối cùng đều rơi hết vào tay của Mãn Đức Cao. Nếu như Trí Võ không đồng ý cưới cách cách, vậy thì Mãn Đức Cao sẽ mượn phong tục móc mắt của Trí Võ. Bọn họ còn bảo tôi khuyên hai người quỷ hôn, sao mà tôi có thể mở miệng được? Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không buông Trí Võ. Cho dù anh ấy có mù mắt thì tôi cũng phải ở cạnh anh ấy cả đời. Tôi sẽ không nhường anh ấy cho cách cách, tuyệt đối không được. Đây là lễ phẩm dương gia mang đến, mời. Chuyện này càng nghĩ càng đắc ý. Chút nữa nàng xem. Lão gia, ừ, dương gia tặng quà ngài. Vào đi. Xin mời. Mã quỷ trưởng xin chào. Dương gia khách sáo quá rồi.
Dương gia phân phó nhất định không được hành hình trí võ. Được, đã hiểu. Mong Dương gia cứ yên tâm đi. Dương gia có dặn dò gọi ông là công đức viên mãn. Cáo từ, mãn quyền trưởng. Được, đi thông thả nha. Dương gia, đây là... Phu nhân, nàng không hiểu rồi. Bây giờ người Nhật muốn thu mua than đá, chỉ có mượn tay của ta. Hồng Thế Xuyên của Âu Long Mai Khoáng, Hứa Trí Võ là người dẫn đầu. Những tiệm nhỏ đều là chi nhánh của Âu Long Mai Khoáng hết. Âu Long Mai Khoáng là một hòn đá cứng đầu. Vừa hay Hứa Trí Võ bị Khách Khách nhìn trúng, tôi liền theo ý muốn của Dương gia, dùng hình pháp ép buộc Hứa Trí Võ quy thuận Dương gia, đã kích Hồng Thái Xuyên. Nếu như Âu Long Mai Khoáng không nộp thuế, mãn đức cao tôi không thể không đắc thủ. Nếu như Ô Mai Long không nộp thuế, quyền phủ sẽ thu hồi nó, tôi chuyển nhượng cho người Nhật Bản, tôi vẫn đạt được lợi ích. Nếu như Hứa Trí Võ quy thuận Dương gia, vậy thì mãn đức cao vẫn có lợi thôi. Hay是得利呀！哎呀。